Cảnh sát cho biết là nạn nhân của vụ hãm hiếp Ấn Độ bị nhốt trong phòng ít nhất là 40 giờ đồng hồ, tin từ New Delhi. Cảnh sát Ấn Độ ngày hôm nay tổ chức họp báo và nói với các phóng viên rằng nạn nhân 5 tuổi bị hãm hiếp, bị nghi can thủ phạm, nhốt trong một căn phòng ít nhất là 40 giờ đồng hồ vì nghi can tưởng là nạn nhân đã chết. Phó Ủy viên Cảnh sát tỉnh Bhakra cho biết, dựa theo báo cáo của văn phòng Medical Legal Certificate và kết quả cuộc thẩm vấn sơ bộ cho thấy là nghi can thú nhận hắn tưởng là nạn nhân đã chết nên đã bỏ mặc cô bé ở đó và bỏ trốn. Ông Phó Ủy viên thông báo là đêm qua, Cảnh sát Delhi kết hợp với cảnh sát trong một hoạt động chung bắt được Manjot Kumar, 25 tuổi, là con trai của Pindeshwar Shah tại làng Chiknota thuộc quận Muzaffarpur. Hôm nay thì nghi can bị tạm giam trong khi chờ đợi đưa lên Delhi để bắt đầu cuộc thẩm vấn. Truyền thông địa phương cho biết là một người qua đường đã nghe được tiếng khóc của bé gái và thông báo với cảnh sát. Bác sĩ R.N. Bansal, Bệnh viện Đa khoa Delhi cho biết cô bé bị tổn thương nặng nề khi được đưa đến bệnh viện. Có những vết thương trên môi, má, ngực và nhiều vết bầm tím trên cổ. Các vết thương cho thấy là có thể nghi can cố gắng bóp cổ cô bé và để mặc cho cô bé chết trong phòng.